Rồi chào các bạn, sau khi chúng ta đã kiếm được cái hàm truyền của cái model của xe trong giao thông là cruise control rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng phần mềm MATLAB để nó mô phỏng cái mô hình đó. Thì trong cái lecture thầy của tôi cũng đã có mô phỏng cái transfer function rồi, thì nó mô phỏng bằng của cả bằng MATLAB và của cái bằng Simulink luôn. Và trong bài này thì tôi sẽ mô phỏng Simulink thôi. Ok, tôi làm là Simulink thành một đầu mới. Rồi, thì hướng dẫn các bài Simulink cơ bản thầy đã upload lên trang YouTube và cái khóa học của mình rồi. Mình coi như lúc thầy làm chỗ này các bạn đã biết xài phần mềm ở mức độ cơ bản. Rồi các bạn vào libraries, các bạn sẽ chọn vào một cái continuous, các bạn lấy ra cái khối là transfer function. Okay, đây chính là hàm truyền của mình, chính là hàm truyền của mình, một chia nó, cái hàm truyền mặc định của nó là một chia cho s cộng một. Bây giờ mình sẽ quay lại cái xe của mình coi là nó là. Để ta sẽ cho cái số cái thông số của xe nè là ok, vehicle mass là m sẽ là 1000 kg, 1 tấn. Dynamic coefficient là cái hệ số cản đó sẽ là 50. Vậy là mình sẽ simulation cái phần này luôn. Để mình nhấp vào á thì ở đây nó là parameters là các thông số, numerator coefficient là những cái hệ số ở phần tử số, còn denominator là những cái hệ số ở phần mẫu số. Như vậy là em nhớ cái quy trình của em là 1 chia cho m s cộng với b đúng không? Như vậy là cái hệ số này bây giờ nó không còn 1, nó thành 1000. Và số thứ hai của mình là 50. Như vậy là mình đã có một cái xe để mô phỏng. Như phần mô rồi. Như vậy thì em sẽ có đầu vào và có đầu ra. Thì đầu vào bây giờ mình sẽ làm bài toán là mình sẽ áp dụng cái lực là 1000 Newton. Em phải tự hỏi em như thế này nè. Giả sử em ở trong công ty, sếp của em cho em một cái công việc là hãy kiếm cho tôi một cái động cơ nào đó với cái xe của chúng ta đang có, phần sản xuất chúng ta đang có ha. Tổng khối lượng của mình bây giờ là 1000 kg. Thì ông sếp này muốn kiếm một loại động cơ nào đó có thể đẩy cái xe này tầm 70 km/h. Và em bảo là em bây giờ em chọn cái động cơ của mình thì nó phát ra lực là 1000 newton. Vậy thì em có chắc là cái động cơ của em á nó đẩy, có thể đẩy cái xe 1000 tấn này lên tới 70 km/h nổi không? Thì mình sẽ đưa cái đầu vào của mình á làm cái hàng constant 70, sẽ là 70, đặc biệt là 1000, đúng không? Cái tên là cái này là F đúng không? Em sửa cái tên là đơn vị của mình là Newton thôi. Ok, em đưa 1000 vào. Ok. Vậy đây là mình đã sử dụng cái vehicle model dựa trên cái đầu vào là lực F và đầu ra là vận tốc. Vậy thì em muốn xem vận tốc này. Thì em cái cách đầu tiên em xem á, cái thông số đầu ra thì em vào chuẩn shock là cái gì nó phát ra ha. Constant là nó là trong cái shock. Còn cái sync là cái mà em muốn hiển thị. Giả sử có cái code display đây. Em hiển thị. Em run nó. Em sẽ nói là 7.869. Vậy 7.869 là thông số gì? Đây là thông số vận tốc. Nhưng trong cái hệ SI á, em tác dụng Newton á, thì thông số vận tốc đơn vị của nó á, sẽ là mét trên giây. Ok không? Em muốn là nó đổi ra km trên giờ vận tốc. Mà em muốn là đơn vị của nó là km trên giờ. Thì em phải nhân với là 3.6 nữa. Thì nó có một cái khối gen, có nghĩa là nó
sẽ nhân khuếch đại lên. Thì hệ số của mình cái giá trị đó mình nhân 3.6. Vậy có thể là say to chung chẳng hạn. Có thể là ví dụ như thế này. Vì cái xe là sẽ chạy nó sẽ 28.33. Vậy thì em tự hỏi em là tại sao lại chung một con số mà? Bởi vì cái xe mà khi nó chạy nó sẽ phải tăng tốc từ từ lên chứ. Em tác động một lực của ngàn vô thì xe nó bắt đầu tăng tốc từ không chứ. Vì vậy á, cái con số 28.33 này nè, nó là cái vận tốc cuối cùng ở giây thứ 10. Và ở đây chính là cái khoảng thời gian mà các bạn chạy cái model simulation. Bây giờ bạn chạy cho nó chạy lên 15 giây. Thì rõ ràng cái xe của bạn đang có khả năng tăng tốc nữa. Vậy thì trong trường hợp này chúng ta sẽ không sử dụng cái khối display này để hiển thị, mà chúng ta sẽ sử dụng một cái quen thuộc hơn là sử dụng cái scope. Scope. Em cho tất cả cái con scope này là km trên giờ. Ok. Alright, mình yes. Mình run cái bộ này. Mình nhập vào cái scope. Ok. Mình chỉnh auto scale nó luôn. Scale nó lại. Đây là cái mô hình cái đường lập tinh, cái đường ra của em là vận tốc này. Em thấy cái xe này nếu tốc độ 1 Nm tại giây thứ 0 thì lập tức là xe bắt đầu tăng tốc 5 km/h. Giây thứ 5 thì nó đạt tới đâu đó khoảng 15. Giây thứ 15 thì nó đạt đâu đó khoảng độ là gần 40. Như vậy là em thử cho nó chạy, em thấy cảm giác là nó vẫn còn có khả năng tăng tốc nữa, thì em sẽ cho nó chạy xa hơn, cho chạy 50 km/h. Và mình thấy là cái xe vẫn đang có xu hướng tăng tốc, nhưng mà đến đây có vẻ là cảm giác là nó bắt đầu tăng tốc chậm lại rồi. Vậy thì mình sẽ cho nó chạy thêm tới khoảng độ 100 giây, xem như vậy là 100 giây này. Thì gần như là nó đạt tới vận tốc là 70 km/h. Và em muốn coi tiếp này, thì em cho nó sẽ sử dụng chạy tới chạy là 200 giây này. Thì em sẽ thấy là 70 km/h luôn. Điều này là đúng tuyệt. Cái xe của em á, giống như là em chạy xe máy vậy, em ra ngoài đường em kéo ga. Như vậy là nó giữ, em kéo ga một cái mức nào đó. Cái mức nào đó, giả sử là một nửa ga đi, thì cái động cơ nó sinh ra chừng đó thốt và chừng đó moment, chừng đó lực, thì nó kéo xe em đi. Thì trong cái khoảng thời gian đầu, cái xe em tăng tốc rất là nhanh. Nhưng em có để ý thấy là nếu cái điều lượng ga như vậy thì cái xe của em nó sẽ chạy với một cái vận tốc nào đó, và gần như là nó sẽ thay rất là thay đổi vận tốc rất là ít nữa, không nhìn thấy được. Ok không? Vậy thì mình, nếu mình simulation thế này, mình đã có thể là mình những cái thao tác vừa rồi của mình, những phép thử vừa rồi của mình, nếu mình làm thực hiện ở ngoài nó sẽ rất là thời gian. Nhưng đối với cái bài toán là nếu giả sử cái động cơ sinh ra với 1000 Newton thì cái xe vận tốc mà đặt với cái vận tốc 70 km/h không, thì câu trả lời là có. Nhưng mà đâu đó khoảng độ 80 giây, 70 giây sau thì nó mới đạt tới 70 km/h. Còn em bảo em muốn là dưới 10 giây nó là tới 70 km/h là đường không thể với cái động cơ này. Ok. Vậy thì chúng ta đã hỏi là nếu chúng ta muốn tăng tốc nhanh hơn thì chúng ta làm cái gì? Tăng nhanh hơn chúng ta làm gì? Tăng nhanh hơn thì chúng ta sẽ cùng cái xe đó, chúng ta sẽ làm ví dụ như sẽ copy làm cái xe mới, copy làm cái xe mới. Em có thể do dự control để kéo cái model này, là em có thể copy đây là cái model mới. Em gọi cái xe này là xe 1, cái xe này gọi là xe 2. Thì bây giờ cái xe 1 đó, cái xe 2 á, cái xe 2 của mình á, sẽ cho double cái động cơ mình lên 2000 Newton. Thì em muốn so sánh nó đúng không? Thì em sẽ làm ra cái scope nữa để so sánh. Như vậy á, thì nếu em run sẽ thấy cái figure bên này,
phi ở bên này nữa. Thì như vậy thì rất khó để so sánh. Vậy thì chúng ta có cái idea là chúng ta sẽ post hai cái đồ thị này lên cùng một cái desktop thôi để chúng ta so sánh, để cho chúng ta làm như sau. Ở đây là hai cái đường tín hiệu và chúng ta sẽ có một desktop. Symlink support chúng ta là có một cái khối nó gọi là khối mux có trộn hai tín hiệu lại. Ok, quan trọng là các bạn đưa cái giá trị này vào đây. Ok, rồi mình sẽ vậy là mình sẽ có hai cái đường data, đường data đổi màu vàng chính là cái đường data mà cái xe chạy với cái lực ép tác động vào là 1 newton. Cái thứ hai á là lực ép nếu mình tăng gấp đôi lên 2 newton, vậy thì 2 newton nó có thể đạt tới là 140 km/h, ok không? Và nó có thể đạt tới vận tốc là 100 km/h trong khoảng độ 20 mấy giây á, thì 20 mấy giây, ok không? Vậy. Và chiếc xe thứ hai á, nó sẽ tăng tốc nhanh hơn các bạn. Cái đường mặt tính, cái khả năng tăng tốc sẽ nhanh hơn. Đó, điều này nó rất đúng với thực tế các bạn. Rất đúng với thực tế. Vậy thì cái như vậy thì trong cái ví dụ này thầy đã giải thích cho các bạn, chứng minh cho các bạn được rằng là chúng ta từ một cái model mà thực tế, chúng ta đi kiếm phương trình nhân phân, chúng ta sử dụng Laplace transform để rồi chúng ta đi kiếm được cái model của nó ở dưới dạng một cái transform function và chúng ta simulation cả cái xe này. Giả sử cái xe thứ hai, thầy cho thêm một ví dụ nữa, xe thứ hai nó vẫn chạy được 1000 newton, nhưng mà cái xe thứ hai bây giờ là nó chấp thêm đồ ấy. Cũng y chang cái xe thứ nhất thôi, nhưng bây giờ nó chấp thêm 500 kg nữa, cũng cái động cơ như vậy, cũng phát ra chừng đó newton, kéo chừng là kéo sinh ra chừng đó 1000. Vậy thì cái xe thứ hai này nó sẽ như thế nào? Cái xe thứ hai nặng hơn, điều đó có nghĩa là cái xe thứ hai sẽ tăng tốc chậm hơn, ok không? Mình sẽ coi vận tốc cuối cùng nó sẽ đạt tới đâu. Nếu mình chạy một khoảng thời gian dài thì nó cũng đạt tới vận tốc 70 km/h, nhưng khả năng tăng tốc của nó sẽ là chậm hơn, ok không? Giả sử tiếp theo là cái xe thứ hai á, nó vẫn là một cùng cái khối lượng là 1000 tấn, cùng cái lực tác động vào, nhưng cái hệ số cản có nghĩa là do người ta thiết kế bây giờ là thiết kế nó không có khí động học, thiết kế nó quá tệ, cái cản nó tăng lên gấp 10 lần. Thì em sẽ coi cái đúng, đúng như các em nghĩ không? Rõ ràng là vậy. Nếu thiết kế quá tệ thì cản gió sẽ làm cái xe chạy không có nổi 10 lần, con số lực cản quá lớn. Okay. Rồi, đó là cái model mà thầy vừa mới dạy các bạn sử dụng. Thầy muốn làm thêm một cái nữa. Thầy muốn làm cái nữa. Đây là lực ép, đó là một cái constant. Nhưng bây giờ thầy muốn lực ép là một cái hàm mà nó thay đổi như sau. Có nghĩa là thầy sẽ tăng ga trong vòng 1 giây để cho nó phát sinh ra cái lực ép là bằng 1000 newton. Sau đó thầy sẽ bỏ chân ga ra để cái xe nó tự trôi. Thì mình sẽ có cái đường mặt tính vận tốc của xe thế nào. Thì nó không sẽ là thằng constant nữa, nó sẽ là em kiếm cho phần strokes. Nó có một cái là nó gọi là signal builder. Signal builder, em nhấp vào cái signal builder, em chọn đường tính của em là từ giây thứ 4 tới giây thứ 6 tôi tác động vào cái xe một cái lực là 1000 newton, yeah. Trong khoảng độ 2 giây, sau đó tôi nhả cái chân ga ra thì cái đặc tính của xe như thế nào, ok, mình cho nó chạy cả hai cái xe luôn, giống nhau hết luôn. Giả sử cái này lực là 50 newton. Cái xe giống nhau luôn. Thì cái đồ thị bây giờ em chỉ nhìn thấy một đường thôi, bởi vì đường màu vàng nó đã bị đường màu xanh nó che. Hai xe y chang nhau thì đường cùng một cái đầu vào tác động hệ thống, cái đầu ra là y chang nhau luôn. Thì em sẽ thấy rằng là cái chỗ này mình phân tích, mình zoom ra nha, mình cho nó chạy trong vòng mà nó muốn zoom cho này ra thì
tư, cái tư thứ sáu em tác động cái lực vào, thì lập tức là cái xe của em tăng tốc lên, tăng đến 7 km/h. Sau đó khi nó tăng tốc đến 7 km/h rồi á, thì nó sao? Thì bắt đầu là tại giây thứ sáu nè, em nhả chân ga ra không tắt được lực nữa, thì cái xe bắt đầu nó giảm tốc dần dần. Và tới giây thứ 120 và giây 140 gì đó, khoảng chừng này thì cái xe bắt đầu là vận tốc bằng không, là cái xe nó dừng hẳn luôn. Được không? Nó giống như là cái bài toán là em ra thấy một cái xe đồ chơi, em đẩy cái xe đó tác động một cái xe trong vòng 2 giây rồi thả cái tay em ra, thì cái xe nó sẽ vọt lên. Sau đó nhưng sau đó cái xe nó chạy từ lại. Ok không? Thì đây chính là cái mô đồ của mình. Nó giống như cái gì mà không phải thực tế là em đang muốn làm. Ok. Thầy có thể cho tăng cái này lên là 2000 N, hoặc là thầy kéo dài ra cho nó lên tới cái đoạn này. Em sẽ cho thầy kéo nó lên tới 9.9, rồi em sẽ cho nó lên tới 2000 N. Scale thì lập tức là cái xe nó vọt lên thành vận tốc cao hơn em, nhưng mà cái đặc tính chuyển động của nó phía sau này nó cũng y chang như cái thằng phía trước đấy. Bởi vì em đẩy vận tốc cao hơn thì cái khoảng thời gian mà cái thời gian xe nó dừng nó sẽ là 160-180 thì xe nó dừng hẳn. Ok, nếu cái xe nặng hơn thì sao? Mình để một cái xe nặng hơn thì sao? Để cái xe nặng hơn thì rõ ràng là cái khả năng tăng tốc của nó chậm hơn, nó không thể đạt tới cái vận tốc như cái xe này là tầm 32 km/h, là nó chỉ có tầm 17 km/h thôi. Sau khi đó mình stop nó rồi á thì nó sẽ bằng thì cái xe nhẹ hơn á thì nó sẽ dừng nhanh hơn, còn cái xe nặng hơn á, gần như dùng quán tính nên nó sẽ dừng lâu hơn. Ok không? Rồi, đó là một cái bước rất là cơ bản để các bạn có thể simulate được cái mô hình xe đơn giản, có đầu vào là lực và đầu ra là tốc. Ok, và thầy sẽ kết thúc cái video này tới đây, và chúng ta đã hoàn thành được cái bức tranh mà thầy đã dành cho các bạn. Các bạn nhớ cái bức tranh tổng phát thầy đã gửi cho các bạn. Đây là bức tranh tổng thể thầy đã vẽ cho các bạn. Khi mình bắt đầu mình học view cái system modeling thì mình có một đối tượng, mình đi qua các step, mình sử dụng một phương trình toán học, mình chỉ biến đổi class để làm được cái gì, để được một cái đối tượng mình có thể run nó, mô phỏng nó trên hàm view thôi. Mình chạy được cái hàm truyền này đại diện cho cái đối tượng thực tế của mình. Ok không? Như vậy là mình đã hoàn thành cái bước đầu tiên của mình là system modeling của hệ thống. Ok, mình sẽ cho các bạn thêm một ví dụ nữa trong cái video sau. Rồi, chào các bạn.